Mày nghe tao nói nè. Chị ơi, mày đi. Đừng mà. Chị ơi, mày tỉnh lại đi. Ở trung tâm bảo trợ tốt hơn ở đây nhiều lắm. Thằng nhỏ bắt đầu biết nhận thức rồi. Không lẽ mày muốn ký ức đầu tiên của nó là sống sật, là áo sống sao? Mày hôn mẹ một cái đi. Hình như còn thiếu cái mền của thằng nhỏ. Không kịp đâu, đi thôi. Nhanh lắm. Cán bộ đợi tôi một chút xíu nha. Bi đợi mẹ xíu nha Bi. Chị ơi, đừng đi. Cho em gặp cái Bi đi chị. Mày ơi, không được đi. Đừng mà Bi. Mày sẽ không chịu nổi đâu. Bi sắp đi rồi mà. Chị ơi, em xin chị. Nè, mày nghe tôi nói đi. Trời ơi, mày không được đi. Mày nghe tôi nói nè. Chị ơi, Bi đi. Đừng mà. Chị ơi, mày tỉnh lại đi. Ở trung tâm bảo trợ tốt hơn ở đây nhiều lắm. Thằng nhỏ bắt đầu biết nhận thức rồi. Không lẽ mày muốn ký ức đầu tiên của nó là sống sật, là áo sống sao? Nè, rồi mày sẽ được gặp lại bé Bi mà. Chỉ là tạm thời thôi. Thôi. Ở trong nhà cực thì cũng cực nhưng mà cũng vui. Dạ, bé Bi nó ngoan lắm. Với lại nó cũng biết từ ăn chỉ uống. Chỉ tiếc là thật kiệt á, nó dặn tôi là không được nói cho cô biết. Nhưng mà cô là mẹ của thằng nhỏ mà. Trước sau gì á thì cũng phải nói cho cô biết. Vợ chồng tôi đưa nó về quê, nó bị sốt cấp cứu nhưng mà không có kịp. Nó bị mất hơn một tháng rồi. Tỉnh dậy đi. Tiên Ngân. Tiên Ngân. Lấy nước.
Con đi gặp thôi. Cho tôi gặp con tôi đi. Em bị không sao đâu. Em bị không có sao đâu. Nằm yên đi, con bị phỏng nặng lắm. Con đi gặp tôi thôi. Em bị nó không có sao hết. Bình tĩnh nha. Chị ơi, giúp em cho em gặp đi đi chị ơi. Chị ơi, em bị nó không có sao hết mà. Cho tôi gặp con tôi đi mà. Mẹ ơn đi. Cho tôi gặp con tôi đi. Chị giúp em đây mà. Phỏng nặng lắm. Con ơi. Nói chuyện ba vàng phủ mà. Và rất hiểu thân phận thiệt thòi của mình. Có tự ân và tự nghĩ đau lắm mấy phút. Thì đã thấy nó bị lớn lên. Nó là một cái sự ngoan mà phải không? Nó ngoan lắm. Tao chưa từng thấy nó nhỏ nào ngoan như nó. Ông trời muốn từ thân. Tại sao không trừng phạt em? Người làm sai là em mà. Tại sao bắt con em trả? Tuy nó vô tội mà. Thấy mẹ của em đi. Cho con em sống lại được không? Em mới là người đáng chết mà. Lấy mẹ của em